Căn cước điện tử gồm các thông tin trong thẻ căn cước như họ tên, số định danh cá nhân, quốc tịch, nơi sinh, quê quán, tôn giáo, nhóm máu, nơi thường trú, nơi tạm trú, số điện thoại, thư điện tử, nghề nghiệp, cùng thông tin nhận dạng như khuôn mặt, vân tay, mống mắt. Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, trừ giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp, sẽ được tích hợp vào căn cước điện tử nếu công dân có nhu cầu. Những thông tin này phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Người dân dùng căn cước điện tử thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch, hoạt động dân sự khác. Căn cước điện tử bị khóa khi chính quyền yêu cầu hoặc vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia. Cơ quan tố tụng hoặc cấp có thẩm quyền có quyền yêu cầu khóa căn cước điện tử.